Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và nay tiếp tục giới thiệu bác một mẫu touring dành cho bác những dòng thích yêu thích dòng xe tay ngang có cảm sóc phía đằng trước. Thì nay về một mẫu xe đến từ thương hiệu Meridia. Thì thương hiệu Meridia không còn gì xa lạ với bác nữa rồi. Đây là một trong những cái dòng xe Meridia thương hiệu rất là phổ biến trên toàn châu Á. Cái mẫu thương hiệu Meridia này cũng khá là chuộng ở thị trường Việt Nam. Và lần này em về được một mẫu Meridia model Crossway 90. Đây là mẫu dòng Meridia có giảm sóc được cải tiến hơn mẫu Meridia Crossway 60 trước đây em đã từng giới thiệu qua. Được trang bị với cụm phanh đĩa so với chiếc đằng trước, so với mẫu đằng trước Crossway được trang bị phanh V. Lần này được trang bị giảm sóc ở phía đằng trước. Và lần này em về một chiếc xe Crossway model 90 rất là đẹp các nhá. Và bây giờ xin mời đánh giá tổng thể với chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu Meridia Crossway 90 mà trong thời gian vừa qua em đã giới thiệu rất nhiều trong những cái video trước đây. Thì cái mẫu Meridia này là khá là phổ biến trên những cái dòng xe touring. Thì em về rất nhiều về những dòng xe địa hình và xe đua. Thì cái mẫu touring thì khá là phổ biến. Lần này em về một mẫu Meridia model Crossway 90. Meridia dòng touring có rất nhiều mẫu mã và chủng loại của model xe. Thì cái model Meridia 90 là một trong những cái dòng xe được đánh giá là ưa chuộng nhất năm 2018. Bình chọn bán xe dòng touring nhiều bình chọn nhất, được trang bị với khung nhôm hợp kim nhôm với cái tông màu ghi đen ghi xám bác nhá. Cái tông màu rất là đẹp, còn cho bác tôi thích những tông màu tối rất là khỏe xe. Và lần này em về một chiếc màu ghi tố rất là đẹp bác nhá. Tổng thể xem đánh giá là trên 90-95% xe, hầu như xe gần như là mới nguyên, không hề có một chiếc vết sức nhỏ nào cả bác nhá. Xe rất là đẹp, vẫn còn mã vạch QR code chính hãng trên khung xe, Cycle 46. Đây, tem xe này cũng là nguyên tem mát, làm từ hợp kim nhôm aluminum 6061, một trong những cái dòng hợp kim nhôm đặc chủng dành cho những cái dòng xe đạp mà sản xuất xe đạp thể thao cao cấp. Model xe là model Crossway 90. Thì trước đây em giới thiệu qua bác về những cái dòng xe Meridia touring khá là phổ biến về bên em. Thì cái mẫu Meridia touring có rất nhiều model. Trước đây em hay thường xuyên về những màu touring Crossway dòng 60 được trang bị với cụm phanh V ở đằng sau đây. Phanh V. Thì cái model Crossway 90 được cải tiến hơn, được trang bị với cụm phanh đĩa. Phanh đĩa trước và sau. Đấy, cải tiến của xe Crossway model cao cấp hơn. Với lớp sơn rất lì, sơn đen lì rất sáng. Xe có độ lớp sơn zin nguyên bản gần như là mới nguyên. Xe được người chủ cũ đi rất là ít, lướt qua thôi. Màu sơn nguyên bản của dòng Meridia rất đẹp. Tông màu bi xám, đen xám. Điểm chỉ đỏ trên khung xe tạo nên những điểm nhấn cho cái bộ khung xe rất nổi bật. Và em đi video trước đây em từng giới thiệu qua. Thì cái riêng cái model Crossway này được cải tiến với không những cái bộ cụm phanh đĩa trước sau và giảm sóc, thì được nâng cấp hơn, là nhà sản xuất trang bị theo cái cổ phốt kim đồng gật gù, điều chỉnh góc độ cho cái người đi rất là phù hợp cho người đi. Các bác chỉ cần lấy cái vít cục lăng ở đây có thể điều chỉnh được cái cổ phốt kim đồng gật gù. Một sự cải tiến rất là hợp lý dành cho những mẫu Meridia Crossway 90 so với những mẫu cũ thông thường dòng xe trước đây em được giới thiệu qua. Cổ phốt ghi đông chính hãng với bản theo xe còn rất là mới luôn bác nhé. Rồi cái tay lắm cao su, tay bấm xả của chính hãng Shimano cũng còn rất là mới. Xe trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. À, xe vẫn còn nguyên cái phản quang ở phía đằng trước xe đó này. Đây là nguyên theo xe này. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa của Shimano. Đằng trước được cải tiến hơn so với mẫu cũ trước đây của Crossway 60 là được trang bị với cụm phanh đĩa phía đằng trước. Đằng trước được sử dụng với cặp giảm sóc dốc dầu nguyên bản theo xe chính hãng của Meridia Crossway, cũng là tông màu đen sần đen lì luôn các bác nhé.
dành cho bác cao tuổi đi phía đằng trước rất là êm tay, sử dụng giảm xóc đằng trước, trang bị với đùm may bạc đạn chính hãng thương hiệu cao cấp của Lovatech, đùm bạc đạn của Lovatech, vành chính hãng của Meridian Crossway. Thì như em đã nói đầu video, xe rất dễ sử dụng, đơn mà là giữ nguyên cái cặp lốp chính hãng của nhà sản xuất Merida, nguyên bản theo xe luôn. Lốp còn rất là mới, gần như là mới nguyên, là bác nhìn rõ này. Cái đường rãnh lốp là xe này, nguyên bản này. Tan lông xe này. Vành nhôm hai lớp chính hãng của Merida Crossway. Lốp nguyên zin của Merida. Và chiếc xe Crossway Merida lần này em về đánh giá rất là mới. Tổng thể xe đây, cộng yên chính hãng nguyên bản theo xe của Merida, yên zin nguyên bản theo xe, cũng là tông màu đỏ đen, một điểm đỏ trên yên xe rất nổi bật. Đằng sau có đèn phản quang nguyên zin theo xe. Đùi đĩa 3 tầng, gạt đĩa của Shimano Thule, tem tất cả tem in chìm của dòng Merida, tem mã số mã bạch của Merida còn nguyên bản trên khung xe. Củ đề sau là củ đề Shimano Thule TX, trang bị với 8 tầng lip. Các bác nhìn lip này, lip xích còn rất là mới, đây là nguyên zin nguyên bản trong xe luôn các bác nhá. Cái miếng bảo vệ lip bên trong vẫn còn trong suốt đây, các bác nhìn rõ này, thể hiện xe rất là đi ít đi, gần như là mới nguyên. Rất là hiếm những cái dòng xe Merida em về được đẹp như vậy các bác nhá. May sau là may bạc đạn chính hãng của Lovatech này. Đằng sau sử dụng vành đĩa, cặp lốp nguyên zin chính hãng của Merida, vành Merida. Và bây giờ xin cho chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao khung đứng của khung xe là size 46, thì thể hiện rõ trên khung xe là size 46 đây rồi. Chiều ngang khung là size 55. Cơ size S tích hợp các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. 8 tầng lip, lip xích còn rất là mới. Lên lip đây. Vâng. Chuyển động rất trơn tru mượt mà các nhá, rất là nhẹ nhàng. Tay bấm xả chính hãng của Shimano. Bên phải em là 3 tầng đĩa, đặt đĩa Shimano Thule xuống đĩa này, 3 tầng đĩa không nhá, lên đĩa rất là bon. Cũng là rất là ít khi em về cái mẫu dòng Merida Crossway mà được còn đẹp đẹp như vậy. Cái tông màu ghi xám, cái tông màu rất là khỏe xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring Merida Model Crossway 90. Và xe làm từ hợp kim nhôm 6001, nhôm siêu nhẹ, được trang bị cải tiến hơn so với mẫu trước đây của Crossway 60. Trang bị với lần trước sau được sử dụng với phanh đĩa, giảm xóc dầu. Và xe giá tốt bên em là 6,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tôi qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Mời hẹn gặp lại trên ngày mai.